Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ hai ngày 3 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau 3 ngày diễn ra, Ngày hội Giao lưu Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp. Chiều nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ bế mạc ngày hội. Ngày hội Giao lưu Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 năm 2022 tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 với nhiều hoạt động sôi động, vui tươi, thắm tình đoàn kết. Ngày hội đã để lại nhiều dấu ấn và ấn tượng sâu sắc đối với du khách. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh Điện Biên với chủ đề chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Năm 2022, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực và sáng tạo. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức bế mạc Ngày hội Giao lưu Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Khăm Lếch Chay Y San, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phong Sa Ly, đồng chí Kẹo U Don Bụt Sỉnh Khon, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Mùa Á Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức ngày hội. Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá, Ngày hội Giao lưu Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng và được các cấp chính quyền, cơ quan truyền thông và nhân dân, bạn bè quốc tế ghi nhận. Các chương trình của ngày hội đã đảm bảo được nội dung trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới. Đặc biệt hơn nữa, đây chính là sự kiện văn hóa có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện được tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, để lại ấn tượng tốt đẹp với đồng bào dân tộc các tỉnh biên giới Việt Nam, Lào và du khách, cũng như các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của hai nước tham gia ngày hội. Ngày hội đã tổ chức thành công liên hoan văn nghệ quần chúng với sự tham gia của 10 đoàn Việt Nam và 6 đoàn nước bạn Lào với hơn 60 tiết mục. Về thi đấu thể thao, các hoạt động thi đấu thể thao có 245 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 8 tỉnh tham dự. Ban tổ chức đã trao 32 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích nhất, nhì, ba ở các nội dung thi đấu của 5 môn thi, gồm đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, tù lu, tung còn. Về du lịch, Ban tổ chức ngày hội đã tổ chức đoàn farm trip, các hãng lữ hành trong nước khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại tỉnh Điện Biên và hội thảo liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cũng đã công bố kết quả các hoạt động văn hóa thể thao tại ngày hội, bao gồm các giải trưng bày văn hóa và du lịch, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn các trang phục dân tộc, trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức ngày hội đã trao bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho 24 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích tham gia ngày hội. Để kịp thời động viên các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng các tỉnh của Việt Nam tham gia ngày hội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng trao bằng khen cho các đoàn nghệ thuật quần chúng của 10 tỉnh Việt Nam tham gia ngày hội. Ban tổ chức ngày hội cũng trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho 22 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích tham gia ngày hội. Ban tổ chức Ngày hội Giao lưu Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 năm 2022 tại tỉnh Điện Biên đã trao cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Giao lưu Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 4 năm 2027 cho tỉnh Quảng Nam. Nằm trong chuỗi các hoạt động Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới giữa Việt Nam-Lào lần thứ 3 năm 2022 tại tỉnh Điện Biên, tối ngày 2 tháng 10, Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Điện Biên và Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Phong Sa Ly, Luông Pha Băng, Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức chương trình lưu diễn phục vụ cơ sở tại xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Với chủ đề thắm tình hữu nghị hướng tới tương lai, các đoàn nghệ thuật quần chúng của các tỉnh mang tới đêm giao lưu các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam Lào, tình yêu quê hương đất nước, nét văn hóa đặc trưng của từng tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, hợp tác toàn diện, khẳng định quan điểm chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Tiếp tục chương trình khảo sát du lịch trong khuôn khổ Ngày hội Giao lưu Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 năm 2022.
Hôm nay, đoàn Farmtrip thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tiến hành khảo sát tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Đây là điểm khảo sát cuối cùng của đoàn trong dịp này. Nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ gần 30 km, cửa khẩu quốc tế Tây Trang nằm trên địa phận bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Trong những năm qua, cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại. Các cơ quan chức năng cũng đã bố trí lực lượng đảm bảo phục vụ tốt việc xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất nhập cảnh thông thương giữa cửa khẩu quốc tế Tây Trang Việt Nam với cửa khẩu Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo điều kiện cho khách du lịch qua lại. Tuy nhiên, hiện nay do điều kiện hạ tầng còn nhiều khó khăn, nhất là quốc lộ 279 đoạn đường từ xã Pomlot, huyện Điện Biên đến cửa khẩu quốc tế Tây Trang đường còn nhỏ hẹp, đèo dốc, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và du lịch. Thời gian tới, Điện Biên cần đầu tư nâng cấp quốc lộ 279 đoạn thành phố Điện Biên Phủ đến cửa khẩu quốc tế Tây Trang để việc phát triển kinh tế thương mại du lịch được thuận lợi hơn. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 với nhiều hoạt động sôi động, vui tươi, thắm tình đoàn kết. 20 đoàn đại biểu đến từ các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giới thiệu du lịch, cảnh sắc địa phương tới đông đảo du khách. Ngày hội đã để lại nhiều dấu ấn, ấn tượng sâu sắc đối với du khách. Với chủ đề thắm tình hữu nghị hướng tới tương lai, Ngày hội giao lưu văn hóa thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Điện Biên năm 2022 thu hút sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng, đồng bào các dân tộc 10 tỉnh biên giới, cùng 10 đoàn nghệ thuật quần chúng của 10 tỉnh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có chung đường biên giới với Việt Nam. Khi nhận đăng cai các nội dung liên quan đến các hoạt động chuỗi du lịch văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ 3 tại tỉnh Điện Biên. Đây vừa là cái sự kiện chính trị hết sức quan trọng giữa hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc. Đồng thời cũng là cái dịp để các cái địa phương tham gia giao lưu và nhất là tỉnh Điện Biên quảng bá hình ảnh của Điện Biên cũng như của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên cùng với những nét đẹp văn hóa của nhân dân các dân tộc dọc tuyến biên giới Việt Lào trong quá trình thực hiện các cái nội dung và hiệp ước ký kết sau 60 năm cũng như 45 năm là ký quan hệ thiết lập ngoại giao toàn diện. Trong khuôn khổ ngày hội có rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, hấp dẫn, đặc sắc đã được trình diễn như trình diễn giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa, trình diễn trang phục dân tộc, không gian trưng bày triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch đất nước con người và những thành tựu về kinh tế xã hội của các địa phương, đã tái hiện một cách chân thực nét đẹp của các dân tộc ở vùng biên giới Việt Nam, Lào, để lại ấn tượng đặc sắc đối với khách tham quan. Được lễ hội này rất là xúc động và vinh dự được tham gia giao lưu với các tỉnh bạn, đặc biệt là nước bạn Lào. Thì anh em cũng rất là phấn khởi, mặc dù đường xa rất là xa, cũng trên 700 km từ huyện A Lưới và đến Huế, rồi Huế rồi qua đây suốt hai dặm đường. Thì đến đây là rất là vinh dự, tự hào được mình giới thiệu cho bà con nhân dân, các tỉnh bản và các đoàn bản để mình giới thiệu được cái bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Paco. Mình đến với ngày hội thì từ đêm ngày khai mạc, bữa khai mạc thì rất là hoành tráng, các tiết mục về rất là đặc sắc. Ngoài ra thì tất cả các gian hàng và các hoạt động trong ngày hội là đa dạng, phong phú và thu hút mọi người. Mình rất ấn tượng đối với những dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cùng với những trang phục truyền thống, với những đặc sản vô cùng đặc sắc. Một trong những dấu ấn để lại nhiều ấn tượng trong Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Sáng mãi tình hữu nghị Việt-Lào, gồm 3 chương: Trường Sơn trùng dãy, uống nước cội nguồn, sắc màu biên cương và thắm tình hữu nghị hướng tới tương lai. Với sự tham gia biểu diễn thể hiện của gần 900 nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng, thông qua các cảnh diễn, hợp xướng, hát múa, một bức tranh nghệ thuật mang đậm nét văn hóa của hai dân tộc Việt Nam, Lào đã được tái hiện, khắc họa rõ nét mối quan hệ thủy chung son sắt, tình hữu nghị đặc biệt của hai nước trong nhiều năm qua. Lần đầu tiên tôi được đặt chân đến đất nước Việt Nam, cũng là lần đầu tiên được biểu diễn tại một chương trình ý nghĩa của hai nước Việt Nam và Lào. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Tôi mong rằng tình cảm, sự hợp tác gắn bó giữa hai nước sẽ còn tiếp tục được phát huy nhiều hơn nữa trong tương lai. Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức tại Điện Biên từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách. Đây là dịp để tỉnh Điện Biên nói riêng, các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào nói chung, giữ gìn, bảo tồn và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.
Đây cũng được xem là sự kiện chính trị văn hóa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam-Lào, đồng thời là dịp để tiếp tục khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự gắn bó thủy chung keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận các huyện, thị xã, thành phố quý 3 năm 2022. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện với nhiều hình thức, phù hợp với địa bàn dân cư, kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, tỉnh đã tiếp nhận trên 21 tỷ đồng, phân bổ gần 6 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết, trao quà cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dịp Tết Trung thu năm 2022. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng, phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức thăm hỏi, tặng trên 3.600 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công và thân nhân người có công. Cùng với đó, chủ trì giám sát được 15 cuộc và phối hợp tham gia 17 đoàn giám sát, hoạt động phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì cùng các tổ chức thành viên, hội đồng tư vấn tổ chức 3 cuộc phản biện với 33 ý kiến phản biện. Để làm tốt công tác mặt trận trong quý 4, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, triển khai hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tổ chức giám sát phản biện xã hội theo kế hoạch năm 2022, hiệp thương với các đoàn thể chính trị xã hội thống nhất nội dung giám sát năm 2023, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, triển khai các chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên với Mặt trận xây dựng đất nước của ba tỉnh Bắc Lào và chính hiệp của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại thời điểm các năm 2020-2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch COVID-19, song với vai trò trách nhiệm của mình, cấp ủy chính quyền huyện Mường Ảng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, trong đó điển hình là việc thực hiện hoàn thành các công trình dự án trọng điểm, tạo niềm tin và sự đồng thuận rất cao của người dân đối với đảng bộ, chính quyền địa phương. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Đây là ngôi nhà mới của gia đình ông Phạm Hữu Nhuận, tổ dân phố 8, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng. Để có được ngôi nhà to đẹp và tọa lạc ở nơi thoáng đãng thuận tiện như thế này, năm 2020, gia đình ông và hàng trăm hộ dân trên địa bàn thị trấn đã di dời nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho nhà nước thực hiện các dự án trọng điểm để làm chợ, làm đường giao thông. Lúc đầu thì cũng người dân chưa hiểu ra thì là cũng cảm thấy là chưa thoải mái, thì về sau dần dần thoải mái thì chúng tôi cảm thấy cũng phù hợp, thì xuống đây trước hơn ở trên, vì trên chúng tôi nếu không giải tỏa thì chúng tôi không bao giờ biết được cái nhà xây là gì, nó thẳng như thế. Là bí thư chi bộ tổ dân phố 8 thị trấn Mường Ảng, bản thân bà Lê Thị Trâm là người tiên phong và luôn đồng hành cùng cấp ủy chính quyền thị trấn trong việc vận động người dân di chuyển để giải phóng mặt bằng. Bởi mình có gương mẫu đi đầu thì nói người dân mới hiểu, mới làm theo. Tôi là một bí thư chi bộ, tôi đi đầu làm trước, vận động với các đầu ngành đến các hộ gia đình để tuyên truyền với bà con. Lúc đầu bà con cũng không đồng thuận cho lắm với việc là về giá cả. Sau dần dần chúng tôi là đến tận từng ngõ, gõ tận từng nhà để tuyên truyền cho bà con nhân dân để hiểu, thấu hiểu được là cả cái công trình lớn đặt trên địa bàn của tổ dân phố mình nó khang trang đẹp đẽ như thế nào. Đấy, để chúng tôi giải thích thấu đáo cho bà con nhân dân để bà con nhân dân hiểu được. Khi các dự án chậm tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng, cấp ủy chính quyền thị trấn không chỉ tăng cường công tác tuyên truyền mà còn thường xuyên đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết phúc đáp những thắc mắc của nhân dân. Nhờ đó mà những nút thắt đã dần được tháo gỡ.
chúng tôi trực tiếp xuống để dự họp cùng với dân và lắng nghe ý kiến nhân dân, và từ đó chúng tôi nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân và cũng như là các kiến nghị của người dân, và chúng tôi có những cái quyết định và cũng như là để làm sao mà đáp ứng được hài lòng đối với người dân, nhưng phải đúng theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thế thì với cái sự quyết tâm đó và cũng như là cách làm chúng tôi thì trong những năm gần đây thì công tác giải phóng mặt bằng chúng tôi là luôn đạt được cái kết quả cao và đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân. Theo lãnh đạo huyện ủy Mường Ảng, ngoài sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo linh hoạt kịp thời của lãnh đạo huyện, bản thân mình phải đặt vào vị trí người dân để hiểu hơn những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó họp bàn đưa ra những phương án tối ưu nhất để giải quyết cho người dân, nhất là làm sao để người dân hiểu được cách làm và các chính sách đền bù hỗ trợ phù hợp. Chính vì vậy, chỉ chưa đầy 3 tháng, Mường Ảng đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Quá trình tổ chức thực hiện thì cấp ủy các cấp và trực tiếp là lãnh đạo các cấp phải trực tiếp xuống tận cơ sở, xuống tận địa bàn dân cư để lắng nghe cũng như là trực tiếp giải quyết những vướng mắc khó khăn của nhân dân, của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó thì cái lượng công việc đã được giải quyết triệt để và tạo cái sự đồng thuận, thống nhất rất cao trong toàn thể nhân dân. Sau 2 năm thì có thể thấy rằng bộ mặt của huyện Mường Ảng đã có những bước thay da đổi thịt và có những công trình, nhiều công trình trọng điểm chào mừng đã được thực hiện. Đời sống tinh thần vật chất của người dân đã dần được cải thiện. Niềm tin của cán bộ đảng viên, nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố. Một trong những yếu tố làm nên thành công như thời gian qua ở Mường Ảng đó chính là trọng dân. Đặc biệt, việc lấy dân làm gốc không chỉ giúp cho mọi công việc dù có khó khăn đến mấy cũng trở nên dễ dàng thuận lợi. Quan trọng hơn là đã tạo được sự tin tưởng của người dân với đảng bộ, chính quyền địa phương. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định số 1701 lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số tỉnh Điện Biên. Ngày chuyển đổi số tỉnh Điện Biên được Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn trùng với ngày chuyển đổi số quốc gia, với chủ đề chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Năm 2022, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực và sáng tạo như ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử, thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy sử dụng ngân hàng số, tổ chức diễn đàn chuyển đổi số. Ngày chuyển đổi số tỉnh Điện Biên được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của tỉnh, của quốc gia, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Điện Biên, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đồng thời tăng cường sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. Hôm nay, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề gồm tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, phương pháp nhận diện thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, hướng dẫn tổ chức lực lượng và các biện pháp kỹ thuật đấu tranh cụ thể trên không gian mạng, hướng dẫn cách chia sẻ, bình luận, viết tin bài đấu tranh trên không gian mạng. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng cũng như bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cập nhật kiến thức, phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho đội ngũ cán bộ đảng viên từ thành phố đến cơ sở, để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công. Từ đó chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động chi phối bởi những thông tin xấu độc, không chính xác, xuyên tạc, bịa đặt trên các trang mạng xã hội, Internet. Đặc biệt giúp các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Tổ Cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 thành phố triển khai thực hiện một cách bài bản, chuyên sâu để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kiến thức trong việc nhận diện, có quan điểm đúng đắn, chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, tăng cường nắm bắt định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn.
Sáng nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và hướng dẫn phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh. Trong 3 ngày từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10, các đại biểu sẽ được truyền đạt những nội dung cơ bản, trọng tâm về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, xây dựng báo cáo chính trị đại hội, công tác thi đua khen thưởng, chế độ chi tổ chức đại hội và phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn giai đoạn 2. Qua các nội dung được tập huấn, cán bộ công đoàn các cấp được cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phương pháp để tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, cũng như công đoàn cấp trên theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn. Trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10, huyện Mường Trà tổ chức hội nghị tập huấn quy trình nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có gần 300 người là thành viên ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, công chức văn hóa, xã hội cấp xã, trưởng các bản tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện. Các học viên được hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo quyết định 24/2021 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Các thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025. Qua đó, giúp ban chỉ đạo và các điều tra viên nắm vững quy trình điều tra rà soát, làm cơ sở đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022-2025 làm căn cứ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.